Con gái cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phủ nhận tầm 3 triệu USD từ bố. Liên quan đến khoản tiền 3 triệu USD, cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai nhận hối lộ từ Phạm Nhật Vũ. Con gái ông Son phủ nhận cầm khoản tiền này. Con gái ông Nguyễn Bắc Son phủ nhận cầm 3 triệu USD từ bố. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Tổng công ty Mobile Phone và một số đơn vị liên quan. Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 14 bị can liên quan đến các vụ án về các tội danh nêu trên, trong đó bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn đều nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bị truy tố về hai tội danh vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Bị can Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG, bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ. Theo kết luận điều tra, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai, trong quá trình thực hiện dự án, ông Phạm Nhật Vũ đã nhiều lần liên lạc, gọi điện thoại, nhắn tin để hối thúc, mong muốn ông Son chỉ đạo để sớm bán được cổ phần. Bản thân ông Nguyễn Bắc Son biết nhiệm kỳ bộ trưởng đến tháng 4 năm 2016 là hết, nên muốn có dấu ấn tạo ra cho Mobile Phone phải mua được mảng truyền hình của AVG trong năm 2015. Mặt khác, ông Son nghĩ nếu việc mua bán thành công thì cổ đông AVG sẽ cảm ơn ông bằng vật chất. Sau khi hoàn thành dự án, Mobile Phone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG, ông Phạm Nhật Vũ đã đến nhà riêng ông Nguyễn Bắc Son tại số 36C1, Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đưa cho ông Son 3 triệu USD. Sau khi nhận tiền, ông Son khai đưa cho con gái là Nguyễn Thị Thu Hát khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300 đến 400 nghìn USD, nhưng không có tài liệu gì chứng minh. Tuy nhiên, sau đó, cơ quan điều tra đã lấy lời khai với con gái của ông Nguyễn Bắc Son, chị Nguyễn Thị Thu Hát thừa nhận có ra Hà Nội thăm bố mẹ vài lần. Ông Nguyễn Bắc Son và vợ cũng vào Thành phố Hồ Chí Minh thăm con gái, nhưng không nhớ rõ thời gian cụ thể. Chị Hát khẳng định không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ bố. Kết quả đối chất với ông Nguyễn Bắc Son, chị Hát vẫn giữ nguyên lời khai không nhận tiền. Ngoài ra, ông Nguyễn Bắc Son còn thừa nhận vào dịp lễ Tết, ông Son còn nhận tiền của ông Cao Duy Hải, cựu Tổng giám đốc Mobile Phone, cụ thể 200 triệu đồng dịp 30 tháng 4, 2015. Ông Son cũng nhận 200.000 đô của ông Lê Nam Trà, cựu chủ tịch Mobile Phone, dịp Tết âm lịch 2016. Ông Trương Minh Tuấn nhận 200.000 đô. Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng thừa nhận trong quá trình thực hiện dự án đã được ông Phạm Nhật Vũ nhiều lần gọi điện thúc giục tạo điều kiện thực hiện nhanh. Sau khi hoàn thành dự án, ông Vũ đã đến phòng làm việc của ông Tuấn đưa số tiền 200.000 USD. Ông Tuấn nhận thức được việc ông Vũ đưa tiền cho mình vì ông có tham gia dự án, ký quyết định 236. Như vậy, trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Bắc Son đã nhận hối lộ 3 triệu USD, tương đương hơn 66,4 tỷ đồng. Hiện nay, ông Son mới xin nộp khắc phục hậu quả số tiền hơn 500 triệu đồng trong tài khoản cá nhân tại Vietcombank. Hiện cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản số tiền này. Trong khi đó, ông Trương Minh Tuấn xin nộp 2,12 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cựu chủ tịch Mobile Phone nhận 2,5 triệu USD. Theo kết luận điều tra, ông Lê Nam Trà, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Mobile Phone, khai quá trình thực hiện dự án, ông Phạm Nhật Vũ đã nhiều lần gọi điện giúp sớm hoàn thành dự án. Sau khi hoàn thành dự án, trước và sau Tết âm lịch 2016, ông Trà nhận từ ông Phạm Nhật Vũ số tiền 2,5 triệu USD. Số tiền này, ông Trà đã sử dụng cá nhân. Với cương vị là chủ tịch hội đồng thành viên Mobile Phone, ông Trà nhận thức được việc nhận tiền từ ông Vũ là sai, vi phạm pháp luật, nên đã đề nghị xin được khắc phục toàn bộ số tiền 2,5 triệu USD hưởng lợi bất chính. Ngoài ra, ông Trà còn khai dịp Tết âm lịch 2016 đã biếu ông Nguyễn Bắc Son số tiền 700.000 đô, trong đó có 500.000 đô nhận từ ông Vũ. Tuy nhiên, ông Trà xác định đây là việc dân sự cá nhân giữa ông với ông Son nên không yêu cầu đề nghị xem xét trong vụ án. Bị can Cao Duy Hải, cựu
thành viên hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc Mobile Phone khai sau khi hoàn thành dự án, Mobile Phone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG vào tháng 4 năm 2016. Ông Phạm Nhật Vũ đến phòng làm việc của ông Hải tại cơ quan tòa nhà Mobile Phone và đưa 500.000 đô. Ông Hải nhận thức được việc nhận tiền của ông Vũ là sai, hưởng lợi bất chính và đã có đơn xin nộp lại toàn bộ số tiền trên để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.